Xin kính chào quý vị, hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần. Chúng tôi hy vọng là quý vị đã trải qua một tuần làm việc hiệu quả như mong muốn. Qua đó có những giây phút nghỉ ngơi thoải mái trong dịp cuối tuần bên gia đình và người thân. Nhưng trước khi bắt đầu cho những dự định của ngày cuối tuần, quý vị hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin đáng chú ý trong chương trình ngày mới. Thưa quý vị, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế toàn dân, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu cho huyện Xuyên Mộc trong năm 2018 phải đạt tỷ lệ bảo hiểm y tế bao phủ 86% dân số. Chỉ còn 2 tháng nữa là năm 2018 sẽ kết thúc, nhưng độ che phủ bảo hiểm y tế của huyện Xuyên Mộc đến thời điểm này chỉ đạt 76%. Huyện Xuyên Mộc sẽ làm gì để hoàn thành chỉ tiêu trên? Gõ cửa ngày mới sẽ đề cập. Giáo sư tiến sĩ khoa học nhà giáo ưu tú Hoàng Văn Kiếm được giới khoa học đánh giá cao vì những đóng góp cho nền khoa học nước nhà. Bên cạnh những danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng, ông còn được nhiều tổ chức khoa học, trường đại học quốc tế vinh danh. Mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu nhiều hơn về ông trong dòng câu chuyện Ai thế nào vì sao? Còn bây giờ thì chương trình ngày mới sẽ bắt đầu với những thông tin được ghi nhận trong 24 giờ qua. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nói chuyện chuyên đề sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức. Tăng mức phạt hành vi bán hàng đa cấp bất chính. Thường trực tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu gửi thư khen ngợi Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mở đầu vòng quay 24 giờ hôm nay là những thông tin về các chính sách có hiệu lực từ tháng 11 năm 2018. Chế độ hỗ trợ đối với người hiến máu bao gồm cả hiến máu lấy tiền và hiến máu tình nguyện không lấy tiền sẽ được áp dụng theo thông tư số 20 năm 2018 của Bộ Y tế từ ngày 1 tháng 11. Riêng đối với người hiến máu toàn phần tình nguyện, được lựa chọn nhận quà tặng là dịch vụ khám chữa bệnh, thay vì chỉ được nhận quà tặng bằng hiện vật như trước đây. Giá trị tối thiểu của quà tặng là 100.000 đồng, với người hiến một đơn vị máu thể tích 250ml, 150.000 đồng, với người hiến một đơn vị máu thể tích 350ml, 180.000 đồng, với người hiến một đơn vị máu thể tích 450ml. Chi phí hỗ trợ đi lại đối với người hiến máu tình nguyện bình quân tối đa là 50.000 đồng một người một lần hiến máu. Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11, Nghị định số 127/2018 của Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục Đào tạo và Ủy ban Nhân dân các cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp. Theo đó, Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, bảo đảm đủ biên chế công chức quản lý giáo dục, đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, tiến tới tổ chức học 2 buổi một ngày đối với giáo dục tiểu học, trung học cơ sở. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, thu hồi quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, chuyển đổi loại hình đối với các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục. Nghị định số 135/2018 có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11, quy định trường mẫu giáo, mầm non và nhà trẻ phải được đặt tại khu dân cư, bảo đảm các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường, bảo đảm diện tích bình quân tối thiểu 12m² cho một trẻ em đối với khu vực đồng bằng, trung du và 8m² cho một trẻ đối với khu vực thành phố, thị xã, núi cao và hải đảo. Đối với các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập phải có giáo viên trình độ đạt chuẩn, diện tích phòng nuôi dưỡng chăm sóc trẻ ít nhất 1,5m² cho một trẻ, có chỗ chơi, hàng rào, cổng bảo vệ an toàn, có chiếu hoặc thảm ngồi chơi, giường ngủ, chăn gối màn để ngủ. Tại những nơi chưa có mạng lưới trường mầm non đáp ứng yêu cầu, các cá nhân có thể tổ chức nhóm trẻ nhưng phải đăng ký hoạt động với Ủy ban Nhân dân xã với số lượng tối đa chỉ 7 trẻ. Có hiệu lực từ ngày 25 tháng 11, Nghị định số 141/2018 quy định mức phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng với tổ chức thực hiện một trong các hành vi bán hàng đa cấp bất chính sau. Yêu cầu người khác đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp. Yêu cầu người khác phải mua một số lượng hàng hóa nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp. Mức phạt trên cũng áp dụng cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc giới thiệu người khác tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp mà không phải từ việc mua bán hàng hóa của người được giới thiệu đó. Mức phạt sẽ tăng gấp 2 lần nếu hành vi vi phạm được thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh thành phố trở lên. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh vừa tham gia buổi nói chuyện chuyên đề sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức trong hệ thống chính trị với các học viên lớp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dự nguồn lãnh đạo quản lý tỉnh năm 2018.
Tại buổi nói chuyện, ông Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung sắp xếp tinh gọn kiện toàn bộ máy tổ chức, giảm đầu mối, biên chế công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách để tập trung nguồn lực vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chăm lo cho người dân, bảo vệ môi trường. Bí thư tỉnh ủy cũng thông tin đến các học viên một số chủ trương mà tỉnh quan tâm, tập trung trong thời gian tới như phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường, phát triển du lịch theo hướng chuẩn quốc tế, tập trung thu hút các nhà đầu tư. Bí thư tỉnh ủy mong muốn các học viên, những cán bộ, lãnh đạo tương lai của tỉnh sẽ nhận thức rõ những chủ trương của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ xây dựng phát triển bền vững tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lớp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dự nguồn lãnh đạo quản lý tỉnh năm 2018 do tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ, Trường Chính trị tỉnh tổ chức từ ngày 2 tháng 10 đến cuối tháng 11 năm 2018. Chuyên đề sắp xếp kiện toàn bộ máy tổ chức trong hệ thống chính trị là một trong 21 chuyên đề mà các học viên được học tập và nghiên cứu trong khóa học. Trước tháng 6 năm 2018, quy trình thông quan nhập khẩu nguyên liệu chỉ khoảng một ngày. Nhưng từ ngày 29 tháng 10 đến nay, do áp dụng quy định mới của Bộ Tài nguyên Môi trường về nhập khẩu phế liệu, nên việc nhập khẩu phế liệu của công ty trách nhiệm hữu hạn POSCO SS Vina tại cảng biển bị chậm, khiến doanh nghiệp bị đình trệ sản xuất và chịu nhiều thiệt hại về kinh tế. Tại cuộc họp với Ủy ban Nhân dân tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn POSCO SS Vina mong muốn các cơ quan ban ngành của tỉnh tìm ra giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trước những kiến nghị của doanh nghiệp, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với Cục Hải quan tỉnh nhanh chóng thực hiện kiểm định để thông quan nguyên liệu cho doanh nghiệp. Tại hội thảo các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật qua Internet, mạng xã hội, mở chuyên mục tuyên truyền pháp luật trên các trang thông tin điện tử của các sở, ban ngành, đơn vị, thực hiện các phiên tòa giả định để nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới phải được thực hiện trọng tâm, trọng điểm. Các nội dung thông tin và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Ông Tịnh yêu cầu Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan xây dựng đề án thí điểm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên mạng xã hội. Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan tỉnh đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Tính đến ngày 2 tháng 11, Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu đã hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao trong năm 2018 là 14.900 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại của ngành cũng đạt thành tích nổi bật. Điển hình là ngành Hải quan tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh phát hiện và bắt giữ 100 bánh cocaine trong một container phế liệu nhập khẩu vào trung tuần tháng 7 năm 2018. Nhằm động viên biểu dương thành tích của ngành Hải quan, Thường trực Tỉnh ủy đã có thư khen ngợi tinh thần trách nhiệm và ý thức tuân thủ pháp luật của đội ngũ lãnh đạo, công chức ngành Hải quan tỉnh, góp phần đảm bảo lợi ích của nhà nước, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đón nhận thư khen ngợi của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh khẳng định, cán bộ công chức ngành Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tiếp tục nỗ lực trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công tác nhằm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Từ nay đến năm 2020, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ triển khai các giải pháp sử dụng tiết kiệm hiệu quả quỹ đất, tránh tình trạng bỏ hoang đất đã giao và cho thuê, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Để quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khả thi, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật, đảm bảo việc sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, thực hiện tốt các nội dung về quản lý sử dụng đất trồng lúa, công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt. Thưa quý vị, hệ thống kho bạc nhà nước trên địa bàn tỉnh đã và đang đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch nhằm giảm thiểu thời gian, thủ tục và chi phí cho người dân, doanh nghiệp cũng như tổ chức. Điều này cũng góp phần hỗ trợ công tác thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước tỉnh nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả hơn. Tính đến tháng 10 năm 2018, tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh qua kho bạc nhà nước tỉnh hơn 60.200 tỷ đồng, đạt hơn 90% so với dự toán pháp lệnh năm 2018. Nhằm đa dạng các hình thức nộp thuế, giúp người nộp thực hiện nghĩa vụ nhanh chóng, thuận tiện hơn, giảm thiểu thời gian và thủ tục nộp tiền, kho bạc nhà nước tỉnh đã chỉ đạo kho bạc nhà nước các địa phương mở tài khoản chuyên thu và thực hiện ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước bằng tiền mặt qua các ngân hàng. Đến nay, kho bạc nhà nước các địa phương phối hợp với các cơ quan thuế, hải quan và các ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, MBBank mở tài khoản chuyên thu tại 5 địa phương như thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa,
thị xã Phú Mỹ và các huyện Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ. Với hình thức này, thay vì phải đến cơ quan thuế hoặc kho bạc nhà nước để nộp tiền, thì người nộp có thể đến các ngân hàng để làm việc này. Thúc đẩy hơn nữa việc thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí cho người nộp thuế. Từ tháng 9 năm 2017 đến nay, kho bạc nhà nước chấp nhận dùng thẻ POS để thu, nộp tiền tại hai đơn vị trực thuộc là kho bạc nhà nước Vũng Tàu và kho bạc nhà nước Bà Rịa. Hiện tại, người nộp thuế vào hệ thống kho bạc nhà nước Bà Rịa Vũng Tàu có thể nộp tại nhiều địa điểm khác nhau, nộp ngoài giờ hành chính hoặc có thể nộp qua các dịch vụ thanh toán điện tử do các ngân hàng thương mại cung cấp. Những năm gần đây thì những thủ tục hành chính thì là những thủ tục bớt đi, cái thủ tục nó tính ra thời gian nó rất ngắn và tiện hơn. Thái độ thì phục vụ thì là rất là hòa nhã với mọi người, nói chung là khi mà công việc mà nó chuẩn bị như hoặc là đơn vị mà vô mà tiếp nhận của đơn vị á mà nghỉ phép hoặc là gì thì có một người khác thay thế liền nên là cũng không bị vướng mắc. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính nên việc thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tính đến tháng 10 năm 2018, tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh qua hệ thống kho bạc nhà nước tỉnh đạt hơn 60.200 tỷ đồng, đạt hơn 90% so với dự toán pháp lệnh năm 2018. Số thu từ thuế xuất nhập khẩu cũng khoảng 13.500 tỷ đồng, đạt hơn 90% so với dự toán pháp lệnh và số thu từ các khoản thu nội địa là 21.800 tỷ đồng. Ngoài nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, đơn vị cũng thực hiện tốt việc quản lý chi và kiểm soát chi ngân sách nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Tính đến tháng 10 năm 2018, tổng số chi ngân sách nhà nước năm 2018 được kho bạc nhà nước tỉnh kiểm soát và thanh toán gần 12.000 tỷ đồng, đạt gần 70% so với dự toán trung ương giao và dự toán do tỉnh xây dựng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục và đẩy mạnh tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các tổ chức công dân có quan hệ giao dịch thanh toán đến với kho bạc nhà nước, nhất là trong công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước, mà cụ thể nhất là việc đẩy mạnh tăng cường phối hợp thu cũng như là đẩy mạnh công tác ủy nhiệm thu qua các tổ chức ngân hàng thương mại. Liên quan đến công tác kiểm soát chi thì chúng tôi thực hiện thường xuyên rà soát các cái quy trình thủ tục liên quan đến các cơ chế thông tư văn bản hướng dẫn được ban hành có hiệu lực và đồng thời công khai đến tất cả các tổ chức các đơn vị có quan hệ giao dịch thanh toán qua kho bạc nhà nước. Chúng tôi sẽ tiến hành triển khai các cái chương trình dịch vụ công ở mức độ 3, mức độ 4 để đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa kho bạc nhà nước trong thời gian tới. Hướng đến việc xây dựng kho bạc nhà nước điện tử vào năm 2020, kho bạc nhà nước Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang đổi mới phong cách làm việc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, từng bước hiện đại hóa nền tài chính công. Thưa quý vị, từng giữ chức vụ hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước, quản lý cố vấn cho một số trường đại học, các tổ chức khoa học giáo dục trong và ngoài nước, giáo sư tiến sĩ khoa học nhà giáo ưu tú Hoàng Văn Kiếm được giới khoa học đánh giá cao vì những đóng góp cho nền khoa học nước nhà. Và hiện nay ông đang là hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Điều đặc biệt của giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Kiếm là ông không khô khan như mọi người vẫn thường nghĩ với các nhà khoa học, mà lại rất gần gũi, dễ mến, dễ xúc cảm và rất lãng mạn. Thế nên trên bước đường công tác, nghiên cứu khoa học của mình, ông đã cho ra đời rất nhiều tác phẩm âm nhạc hay, được giới nhạc sĩ đánh giá cao và được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ vị giáo sư tiến sĩ đa tài Hoàng Văn Kiếm. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội, nhưng vượt lên tất cả. Giáo sư Hoàng Văn Kiếm học rất giỏi và dần dần trở thành giảng viên, nhà quản lý, nhà khoa học giỏi trong lĩnh vực tin học, khoa học về điều khiển học. Nhiều công trình, bài nghiên cứu của ông được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín và hiện ông có 14 quyển sách chuyên khảo, sách giáo trình trong lĩnh vực tin học. Giáo sư Kiếm cũng là người đầu tiên xây trường trên mạng, tức hình thức đào tạo từ xa. Ngoài ra, ông còn là chuyên gia, nhà cố vấn trong lĩnh vực khoa học sáng tạo và trí tuệ nhân tạo. Khi nhận lời về làm hiệu trưởng Trường Đại học Dân lập Bà Rịa Vũng Tàu vào năm 2016, giáo sư Hoàng Văn Kiếm triển khai nhiều chiến lược quản lý giáo dục có tính đột phá, quốc tế hóa chương trình đào tạo, doanh nghiệp hóa chương trình đào tạo và rút ngắn chương trình đào tạo. Nội dung lẫn phương pháp giảng dạy của trường không ngừng được đổi mới theo hướng tích hợp tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp, bắt nhịp theo xu hướng công nghiệp 4.0. Với sự quản lý điều hành của giáo sư Hoàng Văn Kiếm, vị thế của Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu trong hệ thống các trường đại học ngoài công lập trong nước ngày càng nâng cao. Theo bảng xếp hạng mới nhất của UniRank,
một tổ chức uy tín thế giới về xếp hạng giáo dục đại học quốc tế, trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu đang nằm top 10 trường đại học ngoài công lập tốt nhất tại Việt Nam. Xuất phát từ tình cảm đối với trường và với mảnh đất Vũng Tàu xinh đẹp, giáo sư Kiếm đã sáng tác bài hát Đại học Thành phố Biển, ước mơ và sáng tạo. Gửi đến thông điệp, thứ nhất là muốn gửi gắm tình yêu tha thiết đối với lại thành phố Bà Rịa Vũng Tàu, với ngôi trường Bà Rịa Vũng Tàu thân thương của chúng ta. Và tôi mong rằng là sẽ có nhiều bạn trẻ sẽ đến đây. Đây là nơi đáng sống, đáng đến để học tập, để làm việc. Và tôi hy vọng rằng là trong tương lai, Bà Rịa Vũng Tàu sẽ là một thành phố đáng mơ ước của tuổi trẻ. Và cái thông điệp thứ hai là tôi muốn thể hiện một niềm tin vào tương lai của thành phố, niềm tin vào tương lai của ngôi trường Bà Rịa Vũng Tàu sẽ trở thành một cái điểm kết nối của trí tuệ trong nước và ngoài nước để phát triển quê hương, phát triển thế giới Việt Nam, phát triển Việt Nam và phát triển thế giới trong tương lai. Những giai điệu rộn ràng, vui tươi cùng những ca từ mang nhiều ý nghĩa trong bài hát Đại học Thành phố Biển, ước mơ và sáng tạo đã tạo ra nhiều xúc cảm đối với học sinh sinh viên và cán bộ công nhân viên trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là một cái bài hát có ca từ rất là hay, dễ dàng đi vào lòng người. Còn về giai điệu thì phải nói rằng giai điệu của bài hát rất là hấp dẫn đối với sinh viên. Chính vì vậy cho nên mặc dù là mới bắt đầu được phổ biến từ lễ khai giảng, tức là từ ngày 29 tháng 10 vừa qua thôi, nhưng mà rất là nhanh chóng trở thành một bài hát truyền thống của sinh viên BBU. Khi mà em nghe bài này thì em thấy rất là xúc động, tại vì nó rất là thể hiện được tình yêu thương giữa con người với con người và giữa sinh viên với thầy trò. Dạ. Với lại em tham gia nhiều hoạt động thì đây là lần đầu tiên em tham gia với thầy hiệu trưởng, thì em thấy thầy rất là thân thiện với học sinh sinh viên, với lại là rất là yêu những bạn sinh viên khi mà tham gia cùng với bài hát với thầy. Khi mà em nghe cái bài hát của thầy hiệu trưởng sáng tác thì em cảm thấy rất là yêu thành phố biển hơn, yêu cái ngôi trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu hơn. Thì em thấy bài hát rất là dễ nghe và dễ đi vào lòng người. Không chỉ có ca khúc viết về Đại học Bà Rịa Vũng Tàu đi vào lòng người, mà những ca khúc trước đây giáo sư Hoàng Văn Kiếm sáng tác trong quá trình ông công tác tại các đơn vị, trường học cũng trở thành bài hát truyền thống, được nhiều sinh viên và giảng viên yêu thích như Tiếng Hát Đại Học Giữa Rừng Việt Bắc, bài ca Người Địa Chất. Với những cống hiến của mình thì giáo sư Hoàng Văn Kiếm đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu và giải thưởng cao quý. Năm 2017, giáo sư Kiếm được phong hàm giáo sư danh dự của Học viện Quản lý Giáo dục Quốc tế, tổ chức Liên đoàn Giáo dục có trụ sở tại Oxford, Hàn Quốc. Năm nay, ông vừa đón nhận giải thưởng vinh danh nhà quản trị của năm về khoa học và giáo dục tại Hội nghị Thượng đỉnh về quản lý trong lĩnh vực khoa học và giáo dục tại Anh Quốc. Tình hình thế giới trong 24 giờ qua có những biến động gì? Mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại trong bản tin thế giới 360 độ. Bất bình đẳng về giáo dục ở nước giàu. Toyota thu hồi hơn 1 triệu ô tô do lỗi túi khí. Nông dân Anh phát minh loại bao bì có thể phân hủy. Michael Jackson, cố nghệ sĩ có thu nhập cao nhất năm 2018. Theo báo cáo mới nhất của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, những quốc gia có nền kinh tế phát triển không có nghĩa là tất cả trẻ em ở các nước này đều được hưởng một nền giáo dục bình đẳng. Thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, những nước thuộc diện nghèo nhất ở 41 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu EU lại có số trẻ em được đến trường mầm non cao hơn so với ở những nước giàu hơn. Bên cạnh đó, khả năng đọc hiểu của các em cũng đồng đều hơn so với các bạn cùng độ tuổi ở những nước phát triển hơn. Nghiên cứu này của UNICEF là một trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc nhằm mục tiêu đảm bảo đến năm 2030, tất cả trẻ em có thể hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở hoàn toàn miễn phí, bình đẳng. Những thông tin về Nhật Bản sẽ tiếp tục bản tin. Thưa quý vị, hãng sản xuất xe hơi Toyota vừa thông báo thu hồi hơn 1 triệu ô tô do lỗi túi khí. Trong đó có 17.000 chiếc Xeon XA được sản xuất ở Mỹ từ năm 2004 đến năm 2006. Nhiều mẫu khác ở Nhật, châu Âu và các nước khác, với các dòng xe Isis, Avensis, Avensis Wagon và Corolla, sản xuất từ tháng 7 năm 2002 đến tháng 6 năm 2015,
cũng nằm trong danh sách thu hồi. Lỗi về dây điện và túi khí có thể dẫn đến các vụ tai nạn. Trước đó, hãng cũng đã thu hồi hơn 1 triệu xe ô tô chạy bằng động cơ hybrid trên toàn cầu, do những ô tô này bị mắc lỗi ở hệ thống dây điện, có thể gây hỏa hoạn trong một số trường hợp. Nhật Bản chính thức khởi động hệ thống định vị toàn cầu GPS phiên bản của Nhật Bản. Hệ thống mới gồm 4 vệ tinh Michibiki trong quỹ đạo quanh trái đất, trong đó vệ tinh cuối cùng được phóng vào tháng 10 năm ngoái. Vệ tinh Michibiki bổ sung cho các vệ tinh GPS của Mỹ. Trong 4 vệ tinh trên, luôn có ít nhất một vệ tinh bay ở phía trên Nhật Bản. Vệ tinh này truyền tín hiệu từ góc tránh được cản trở của nhà cao tầng. Những thiết bị có thể nhận các tín hiệu này như điện thoại thông minh và hệ thống dẫn đường cho xe ô tô sẽ có thể định vị ổn định và chính xác hơn. Các vệ tinh Michibiki cũng sẽ phát tín hiệu theo dõi đặc biệt, có khả năng giảm sai số từ 10m xuống còn vài cm. Chức năng này được kỳ vọng phát huy tác dụng với xe tự hành và máy móc công nghiệp tự động hoàn toàn như máy kéo và máy gặt đập liên hợp. Chức năng này cũng có thể được sử dụng trong các dịch vụ mới như giao hàng bằng thiết bị bay không người lái. Nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục cho hành khách quốc tế, chính quyền Thượng Hải Trung Quốc đã chính thức triển khai hệ thống cấp visa điện tử áp dụng cho khách quốc tế thuộc diện miễn thị thực quá cảnh 144 giờ. Hệ thống hiện đang được triển khai thử nghiệm tại sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải. Với hệ thống điện tử trực tuyến mới, hành khách nước ngoài đủ điều kiện miễn thị thực quá cảnh 144 giờ có thể gửi trước thông tin nhập cảnh của mình. Khi tới sân bay, hành khách chỉ cần in thẻ nhập cảnh trên máy tự động để hoàn tất quá trình check-in. Nhờ hệ thống này, toàn bộ quy trình nhập cảnh sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng 20 phút. Nếu người nộp đơn không đạt đủ điều kiện miễn thị thực quá cảnh 144 giờ, hệ thống sẽ lập tức phản hồi, giúp hành khách biết và sắp xếp lại hành trình của mình. Hãng Ruzu Technology của Trung Quốc vừa ra mắt mẫu điện thoại smartphone màn hình gập đầu tiên có tên là Blessby. Với người dùng quốc tế thì gần như không ai biết nhà sản xuất này là ai và họ có sản phẩm gì. Thế nhưng chiếc Flexby mà họ mới công bố thì lại khá là ấn tượng với khả năng chuyển đổi linh hoạt, biến từ máy tính bảng thành điện thoại nhờ màn hình gập. Khi trải thẳng chiếc màn hình của máy, nó sẽ là chiếc máy tính bảng có màn hình 7,8 inch, tỷ lệ 4:3. Còn nếu gập phần màn hình lại thì đây sẽ là máy điện thoại với màn hình 4 inch. Màn hình của máy là màn hình AMOLED có thể gập được. Tại Trung Quốc, máy được bán với giá 9.000 tệ, tương đương 1.300 đô la Mỹ. Tại Anh, hai chủ trang trại khoai tây mới đây đã đưa ra ý tưởng chế tạo bao bì sản phẩm khoai tây chiên bằng chất liệu hoàn toàn có thể phân hủy được. Ý tưởng được đưa ra sau khi tháng trước tại nước này đã xảy ra một cuộc biểu tình phản đối nhà sản xuất khoai tây chiên Walker do hãng này đã không sử dụng nguyên liệu đóng gói có thể tái chế. Shin Marshall và Mark Green đến từ Hereford của Anh đã đưa ra ý tưởng sử dụng các nguyên liệu đóng gói hoàn toàn có thể phân hủy được thay vì sử dụng bao bì bằng các loại nhựa. Hai chủ trang trại khoai tây này đã sử dụng những chiếc bao bì làm từ cellulose có nguồn gốc từ cây khuynh diệp được trồng theo hướng bền vững. Theo ông Shin Marshall, bao bì này có thể phân hủy hoàn toàn 100%, kể cả mực in và keo dán trên sản phẩm, và mất khoảng từ 12 đến 26 tuần để chúng có thể phân hủy thành phân bón. Ông Shin Marshall và Mark Green cho biết sẽ tiếp tục nghĩ cách để tạo ra một loại túi mới có khả năng bảo quản sản phẩm tốt hơn để có thể xuất khẩu đi xa hơn ngay trước thềm Giáng sinh năm nay. Quý vị đừng bỏ qua những thông tin về giải trí điện ảnh ngay sau đây. Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những người nổi tiếng quá cố có thu nhập cao nhất năm 2018 và ông hoàng nhạc pop Michael Jackson vẫn là nghệ sĩ đứng đầu danh sách thường niên này. Tính từ ngày 1 tháng 10 năm 2017 đến ngày 1 tháng 10 năm 2018, sau khi trừ thuế, chi phí cho đại lý, người quản lý, luật sư và người quản lý các bất động sản, di sản mà ông hoàng nhạc pop Michael Jackson để lại đã tăng thêm gần 400 triệu đô la Mỹ, nâng tổng số thu nhập từ khi ông qua đời lên 2,3 tỷ đô la Mỹ. Đây là năm thứ 6 liên tiếp Michael Jackson vẫn giữ vị trí đầu danh sách này kể từ sau khi qua đời năm 2009 do dùng thuốc quá liều. Danh sách 10 cố nghệ sĩ có thu nhập cao nhất năm 2018 còn có tay golf huyền thoại Arnold Palmer, họa sĩ tranh biếm họa Charles Jones, nhạc sĩ người Jamaica Bob Marley, tác giả truyện thiếu nhi Dr. Seuss, ông chủ tạp chí Playboy Hugh Hefner, biểu tượng gợi cảm Marilyn Monroe, ngôi sao âm nhạc huyền thoại Prince, nghệ sĩ John Lennon. 2018 được xem là một năm ăn nên làm ra của ban nhạc Hàn Quốc K-pop BTS. Mới đây, trưởng nhóm của ban nhạc này là RM vừa trở thành thành viên solo đầu tiên của BTS, vươn tới vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nghệ sĩ mới nổi của Billboard.
Album solo mới nhất của RM, Model, đã vươn lên vị trí thứ 2 trong danh sách album thế giới và anh trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc xếp hạng cao nhất khi sản phẩm âm nhạc Model đứng ở vị trí thứ 26 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Hơn nữa, 6 trong số các bài hát của ngôi sao đã có tên trong danh sách nhạc số bán chạy với hit nổi tiếng nhất là Seoul nằm ở vị trí thứ 5. Album Model được phát hành tuần trước và là album solo thứ 2 của RM. Mới đây, danh thủ Cristiano Ronaldo đã đạt mốc 144,32 triệu người theo dõi trên mạng Instagram, trước ngôi nữ ca sĩ Selena Gomez gần 8.000 người. Đây là lần đầu tiên trong 2 năm qua, Gomez bị tước ngôi quyền lực tối cao trên ứng dụng chia sẻ ảnh này. Sự đi xuống của cô cũng được dự báo từ trước, khi hồi tháng 9, nữ ca sĩ tuyên bố sẽ tạm ngưng sử dụng mạng xã hội trong một thời gian. Trong khi đó, tài khoản của Ronaldo vẫn giữ được mức tương tác tốt và đều đặn gia tăng lượt theo dõi. Như vậy, sau sự đổi ngôi này, Cristiano Ronaldo sở hữu tài khoản Instagram cá nhân được theo dõi nhiều nhất toàn cầu, còn Gomez tụt xuống vị trí thứ 2. Mới đây, tạp chí uy tín Empire vừa công bố hình ảnh trang bìa số đặc biệt ra tháng 12, ấn bản phê bình của năm. Ấn bản phê bình của năm của tạp chí Empire liệt kê và phân tích lại 10 bộ phim ấn tượng và xuất sắc nhất trong vòng 12 tháng qua. Top 10 này dựa theo bình chọn của các chuyên gia phê bình phim của tạp chí và được xác định thông qua nhiều số liệu, bản tính khác nhau, trong đó có mức độ ảnh hưởng đến đại chúng. Vị trí cao nhất thuộc về Avengers Infinity War, bom tấn đánh dấu kỷ niệm 10 năm thành lập của Marvel Studio. Với doanh thu khoảng hơn 2,04 tỷ đô la Mỹ trên toàn thế giới, đây tạm thời là tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất năm 2018. Chương trình ngày mới tiếp tục chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật được các báo đăng tải trong ngày. Thông tin về việc Quốc hội xem xét phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương là tâm điểm được các trang báo đăng tải trong ngày hôm nay. Báo Tuổi Trẻ có bài tận dụng được cơ hội CPTPP sẽ thúc đẩy kinh tế tăng nhanh. Theo nội dung bài viết, đối với Việt Nam, việc quyết định tham gia đàm phán và ký kết Hiệp định TPP trước đây và sau này là CPTPP là một quá trình dài. Kết quả đàm phán đạt được về cơ bản đã đảm bảo được các lợi ích cốt lõi của Việt Nam cũng như giành được nhiều bảo lưu linh hoạt để thực thi hiệp định hiệu quả, có lợi cho đất nước. Thuyết minh trước Quốc hội về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, Chính phủ cho biết nếu hiệp định này được thông qua, GDP Việt Nam có thể tăng thêm 1,32% vào năm 2035, tạo thêm 20.000 đến 26.000 việc làm mỗi năm. Việt Nam có lợi vì khối CPTPP rất giàu, tiêu đề bài viết được đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng khối CPTPP rất giàu, GDP bình quân đầu người là trên 30.000 đô la Mỹ. Do vậy, nhu cầu tiêu dùng của họ rất nhiều và Việt Nam có cơ hội tạo ra sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý. Nếu Việt Nam nhắm tới thị trường này thì tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa phải cao. Câu chuyện đuổi học học sinh nói xấu thầy cô trên Facebook của trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, tỉnh Thanh Hóa và quy tắc ứng xử cấm sinh viên thực hiện hành vi này của trường Đại học Tài chính Marketing Thành phố Hồ Chí Minh đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận. Đây cũng là đề tài được nhiều báo khai thác và đăng tải. Đề cập đến vấn đề này, báo Dân Trí tiếp tục có bài viết vô lý vô tình trong quyết định đuổi học học sinh vì nói xấu giáo viên. Theo quan điểm của nhiều người, thu hồi quyết định đuổi học học sinh của trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi Thanh Hóa vì nói xấu giáo viên là một việc cần thiết, bởi việc đuổi học học sinh trong trường hợp này không chỉ vô lý mà còn thể hiện sự vô tình, vô tâm của chính những người làm giáo dục. Và việc giáo viên tự ý xem nội dung tin nhắn riêng tư của học sinh có thể nói là hành vi lộng hành, không tôn trọng quyền riêng tư của học sinh. Cấm học sinh sinh viên nói xấu nhà trường, thực hiện được không? Bài viết được đăng trên báo Thanh Niên. Nhiều ý kiến cho rằng sinh viên có quyền được bày tỏ quan điểm, bởi qua đó nhà trường và thầy cô có cơ hội hiểu rõ hơn về mình. Sinh viên cần được khuyến khích tư duy phản biện. Điều này không chỉ tốt trong học tập, nghiên cứu, mà còn rèn luyện cho các bạn tính tự chủ và sáng tạo. Nhiều ý kiến cho rằng thay vì cấm đoán và xử lý, thì nên hướng dẫn, tuyên truyền và giáo dục sinh viên sẽ hiệu quả hơn. Tiến sĩ tâm lý Ngô Xuân Điệp, trưởng khoa tâm lý học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, xã hội ngày càng phát triển theo hướng mở, việc cấm đoán học sinh không được bày tỏ chính kiến về thầy cô, về nhà trường đến nay không còn phù hợp. Các em có quyền thể hiện quan điểm của mình, có quyền nói đến những mặt chưa tốt của thầy cô hay nhà trường. Vấn đề là phải giáo dục học sinh sinh viên sử dụng quyền đó như thế nào cho đúng để không vi phạm pháp luật. Tiêu điểm báo chí tiếp tục cập nhật những thông tin nổi bật khác được các trang báo đăng tải.
Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh vừa đăng tải thông tin kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không tổ chức tiếp đón các đoàn đến chúc mừng, không nhận hoa quà chúc mừng tại trụ sở. Thay vào đó, Sở hy vọng đón nhận những tình cảm bằng thiệp chúc mừng điện tử gửi qua địa chỉ email. Nông sản Bà Rịa Vũng Tàu tìm đường xuất ngoại, tiêu đề bài viết đăng trên báo Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện nay, một số nông sản của Bà Rịa Vũng Tàu đã được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn. Tuy nhiên, con đường xuất ngoại của nhiều loại nông sản Bà Rịa Vũng Tàu vẫn còn gian nan do sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, chất lượng nông sản cũng không bảo đảm. Thưa quý vị, đầu năm 2018 thì độ che phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh sụt giảm hơn 8% so với năm 2017, tương đương giảm đến 90.000 thẻ bảo hiểm y tế. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm trên là do hàng ngàn người đã thoát nghèo, nhiều ấp xã không còn thuộc vùng đặc biệt khó khăn nên không được nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế. Huyện Xuyên Mộc là địa phương có sự sụt giảm mạnh nhất, giảm đến 16% so với năm 2017. Đầu năm nay, độ che phủ bảo hiểm y tế trên toàn địa bàn huyện chỉ còn 70%. Trong khi đó, nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh giao cho huyện cuối năm 2018 phải có trên 86% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi là năm 2018 sẽ kết thúc. Thế thì liệu huyện Xuyên Mộc có đạt được chỉ tiêu mà Hội đồng Nhân dân tỉnh giao hay không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Cuối năm 2017, huyện Xuyên Mộc có 130.000 người tham gia bảo hiểm y tế, tương đương với 86% dân số. Kết quả này có được phần lớn là do chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế của nhà nước dành cho hộ nghèo, cận nghèo, vùng đặc biệt khó khăn. Bước sang năm 2018, huyện Xuyên Mộc có nhiều địa bàn không còn nằm trong vùng đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, nhiều hộ nghèo cũng thoát nghèo. Hơn 32.000 người nằm trong diện trên không còn được nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế, khiến độ che phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện giảm còn 70%, thấp nhất tỉnh. Do đó, để đảm bảo đạt tỷ lệ 86% người dân tham gia bảo hiểm y tế trong năm 2018 là điều vô cùng nan giải đối với huyện Xuyên Mộc. Bởi phần nhiều đối tượng đã quen được bao cấp, một số người dân chưa thật sự hiểu về những lợi ích của bảo hiểm y tế nên không mặn mà tham gia. Vì vậy, giải pháp đầu tiên mà huyện triển khai đó là đổi mới nội dung công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo hiểm y tế. Huyện ủy đã có cái chỉ đạo và ban hành cái chỉ thị số 24 ngày 17 tháng 8 về tăng cường cái bảo hiểm y tế toàn dân. Thế rồi Ủy ban dân huyện thì có cái kế hoạch để thực hiện cái chỉ thị 24. Thì các biện pháp là tăng cường cái công tác là tuyên truyền sâu rộng về cái quyền lợi của cái người được tham gia bảo hiểm y tế. Cái tuyên truyền lần này là không cứ báo đài mà tức là ban ngành đoàn thể là phải đến giảng giải cho người ta thấy được cái quyền lợi sát sườn, nhất là cái quyền lợi chứ không phải là nguyên là cái chỗ là khám chữa bệnh của xã của huyện đây. Được thông tuyến huyện tức là lên các cái bệnh viện quận huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh người ta khám chữa ở trên đó thì cái điều kiện về trang thiết bị nó cũng hơn ở dưới huyện rất nhiều. Để nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện, cơ quan bảo hiểm xã hội huyện Xuyên Mộc đã phối hợp với các xã thị trấn mở thêm các đại lý thu bảo hiểm y tế. Hiện toàn huyện đã có 44 đại lý thu bảo hiểm y tế, tăng 20 đại lý so với năm 2017. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn huyện cũng phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền về bảo hiểm y tế đến từng hộ dân. Xã Hòa Hiệp là địa bàn có tỷ lệ che phủ bảo hiểm y tế sụt giảm hơn 10%, nhưng nhờ triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, nên đến thời điểm này, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã đã đạt 87%, vượt mục tiêu đề ra. Cái giải pháp trọng tâm của lãnh đạo địa phương là tích cực tuyên truyền, vận động và cho nhân dân hiểu được cái tầm quan trọng của cái mua bảo hiểm y tế. Tới đây thì chúng tôi cũng có thể là tùy theo cái nhu cầu của nhân dân sẽ phối hợp với bảo hiểm xã hội huyện có thể sẽ nâng lên cái đại lý bán bảo hiểm để phục vụ người dân được tốt hơn. Đối với một người làm công tác bán bảo hiểm hộ gia đình thì cái đầu tiên là cái thái độ phục vụ của người dân. Ví dụ như là mình tuyên truyền rất là nhỏ nhẹ cho người ta hoặc là ví dụ như người ta lên hồ sơ người ta không đầy đủ. Mình cũng tạo điều kiện cho người ta, không bắt người ta phải về lấy cái này, về lấy cái kia. Mà tại chỗ đó luôn thì em sẽ có thể em hỗ trợ người ta tìm trên phần mềm, rồi người ta có thể
em cho số điện thoại người ta, nếu mà sai thông tin hoặc thiếu thông tin gì thì gọi điện trực tiếp cho em sửa tại đó luôn. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện Xuyên Mộc, tính đến thời điểm này, độ che phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt 76%. Đáng mừng là tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đã đạt 19%, tăng hơn so với năm 2017, 6%. Điều này cho thấy nhận thức của người dân về tham gia bảo hiểm y tế đã có những chuyển biến tích cực. Lâu nay là được nhà nước cấp cái thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo, bây giờ chuẩn bị hết nghèo á, thoát nghèo á, thì tôi muốn tham khảo thử là cái hộ gia đình như thế nào, đồng tiền nó ra sao, thì bây giờ được giảm được 80% thì nó lợi được nhiều chứ. Bây giờ bất kể cái tiếng nào mình cũng được đóng 20% đó, còn bảo hiểm nó trả 80%. 3 năm sai bảo hiểm thì chị cũng chưa đi khám mà đâu cả. Thì muốn được thẻ bảo hiểm thì giúp cho con người mình được yên tâm, sau này đau ốm mình đi mình lo gì cả. Để đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 86% dân số trong năm 2018, huyện Xuyên Mộc cần vận động thêm 20.000 người tham gia bảo hiểm y tế. Đây là một nhiệm vụ khó của huyện khi thời gian kết thúc năm đã cận kề. Bảo hiểm Xuyên Mộc thì cũng rất nhiều cái giải pháp. Thứ nhất là phải xây dựng kế hoạch ngay từ đầu năm để phát triển đối tượng, vì xác định đây là cái trọng tâm của ngành. Thì thứ nhất là xây dựng kế hoạch để chia cho trong lãnh đạo cũng như là các bộ phận xuống trực tiếp xuống các xã để phối hợp hỗ trợ, mở các cái hội nghị. Như trong năm thì phối hợp với tỉnh làm được 40 hội nghị làm cho các cái xã, nhất là các cái xã mà có tỷ lệ thấp. Còn trong 2 tháng cuối năm thì đi xuống cơ sở, xuống cho các xã và ký hợp đồng với các xã tuyên truyền xuống và trực tiếp với các thôn ấp. Mới đây thì chính phủ là mới ban hành một cái nghị định 143 thì quy định cụ thể hơn và nó thiết thực hơn nữa. Thì chúng tôi cũng đang chuẩn bị để tuyên truyền phổ biến cái nghị định này. Tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế cần thiết phải thay đổi nhận thức, đồng thời củng cố niềm tin vào chiếc thẻ bảo hiểm y tế của người dân. Do đó, công tác tuyên truyền vẫn đang được các địa phương trên địa bàn huyện Xuyên Mộc nỗ lực thực hiện. Thưa quý vị, có lẽ với nhiều du khách khi nhắc đến Bà Rịa Vũng Tàu, thường nghĩ ngay đến thành phố Vũng Tàu với những bãi biển dài và đẹp, những con đường lượn quanh chân núi, những món ăn ngon. Cũng dễ hiểu thôi mà phải không Tường Vy? Bởi vì thành phố Vũng Tàu vốn là thành phố du lịch đầu tiên của chúng ta, và cũng là một trong những thành phố du lịch đầu tiên trên cả nước. Thế nhưng quý vị ơi, khắp các địa phương của Bà Rịa Vũng Tàu nơi nào cũng đẹp cả. Và một trong những địa phương mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị, đó là huyện Đất Đỏ. Với đặc điểm tự nhiên có nhiều bãi biển đẹp, những dãy núi hùng vĩ và các di tích lịch sử nổi tiếng, huyện Đất Đỏ ngày càng thu hút nhiều khách du lịch lựa chọn làm hành trình tham quan, nghỉ dưỡng kết hợp với khám phá. Được thiên nhiên ưu đãi, huyện Đất Đỏ vừa có biển với chiều dài bờ biển 18 km. Vừa có núi, có rừng, có hệ thống di tích lịch sử đa dạng, phong phú. Và có nhiều dấu tích về hành trình mở cõi qua hệ thống đình, chùa. Cùng cảnh quan kỳ thú, môi trường khí hậu trong lành. Đặt chân đến Đất Đỏ, trước tiên du khách được hòa mình vào làn nước biển trong mát. Ở đây cùng với xóm và gia đình, thì tụi em thì cũng đi du lịch nhiều điểm mà thấy biển ở đây thì sạch đẹp và nói chung là nó cũng mới, thì cũng có nhiều người ta thích, tại vì nó đấy, mọi người cũng thấy là sạch đẹp hơn. Hôm nay tôi đến đây du lịch với gia đình, tại vì hè dẫn mấy đứa nhỏ đi á, cát ở đây cũng sạch lắm á, mà ở đây cũng vui, ở đây cũng có khá là nhiều resort mà cũng thích hợp với lại gia đình để đi á. Thì đi du lịch cùng với gia đình, bốn gia đình trong anh em đi, thì thấy tới đây rồi mới thấy đây phòng ốc thoáng mát sạch sẽ, phong cảnh thì thiên nhiên nói chung là hữu tình, thấy chỗ nào cũng cảnh quan thấy cũng đẹp. Núi Minh Đạm có địa thế đẹp nên khi thiết kế tour về đây, các hãng lữ hành thường kết hợp với dã ngoại các trò chơi tập thể băng rừng vượt núi. Đến Đất Đỏ không thể không đến làng chài Phước Hải, nơi lưu giữ nhiều tập tục cổ xưa của ngư dân với tục thờ cúng cá ông. Ở đây có khu nghĩa địa cá ông, một trong những nghĩa địa cá ông lớn nhất Việt Nam, với hàng trăm mộ cá ông được ngư dân chôn cất cẩn trọng. Ngư dân tin rằng cá ông là vật linh thiêng luôn song hành cùng ngư dân trên biển để kịp thời cứu giúp người đi biển khi gặp bất trắc.
Công viên tượng đài anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu cũng là điểm đến của ngày càng nhiều người dân và du khách đến để được hiểu, được biết thêm về người nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, cũng để tri ân những đóng góp hy sinh lớn lao của người nữ anh hùng này cho hòa bình, độc lập dân tộc. Đây còn là nơi được tổ chức đoàn chọn làm lễ kết nạp đoàn viên trong những chuyến về nguồn. Nhiều năm qua, huyện Đất Đỏ chú trọng đầu tư tôn tạo các di tích lịch sử, nhà lưu niệm và công viên tượng đài anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, đền thờ liệt sĩ Minh Đạm, hầm bí mật anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Đẹp, dốc cây cắm, để tạo thêm những điểm đến cho du lịch văn hóa lịch sử địa phương. Thưa quý vị, vài tuần trở lại đây cùng với đà tăng giá của mặt hàng thịt heo, trứng gia cầm trên thị trường cũng tăng giá mạnh. Để giúp cho quý vị có những chọn lựa thích hợp cho gia đình trong dịp cuối tuần, thì phóng viên thời sự đã cập nhật giá các loại trứng tại chợ Bà Rịa và các trang trại lớn trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị cùng theo dõi. Khoảng 3 tháng trước, trứng gia cầm luôn trong tình trạng ế ẩm, khó tiêu thụ. Nhiều chủ trang trại phải bán tháo gia cầm để gỡ lại vốn liếng đầu tư. Chính vì vậy, thời gian gần đây, nguồn cung trứng khan hiếm đã đẩy giá trứng lên. Ghi nhận tại chợ Bà Rịa, trong vòng 2 tuần trở lại đây, giá trứng đã tăng từ 20 đến 30% so với trước. Cụ thể, trứng gà công nghiệp loại 1 có giá 24.000 đồng một chục, trứng gà công nghiệp loại 2 có giá 21.000 đồng một chục, trứng vịt loại 1 có giá 30.000 đồng một chục, trứng vịt loại 2 có giá 26.000 đồng một chục, trứng cút có giá 30 đến 31.000 đồng một chục. Nhiều tiểu thương cho biết dịp cuối năm, nhu cầu trứng tăng cao nên dự đoán giá trứng sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày tới. Bản tin giá cả thị trường sáng nay tiếp tục cập nhật những thông tin về các loại nông sản. Theo các đại lý kinh doanh nông sản trong tỉnh, giá cà phê trên thị trường những ngày qua liên tục tăng. Thời điểm này, giá cà phê đạt khoảng 37 triệu đồng một tấn, tăng 700.000 đồng một tấn so với cách đây một tuần. Giá cà phê trong nước tăng mạnh hai ngày qua lên 37 triệu đồng một tấn là do giá cà phê trên thế giới tăng. Theo các chuyên gia kinh tế, giá cà phê trong nước cũng như xuất khẩu trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao bởi cà phê chưa đến mùa thu hoạch nên hạn chế về nguồn cung. Trái ngược với sự chuyển biến tích cực của giá cà phê, thì giá tiêu vừa giảm 1.000 đồng một ký ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước. Hiện tại thì giá tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu chỉ còn từ 59 đến 60.000 đồng một ký. Theo dự báo, thời gian tới giá tiêu trên thị trường sẽ ổn định hơn. Nguyên nhân là do vụ mùa tiêu tại Indonesia đã thu hoạch xong và sản lượng sụt giảm. Còn ở trong nước, tình trạng tiêu chết diễn ra ở nhiều tỉnh thành cũng khiến cho sản lượng tiêu sụt giảm mạnh. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam xuống thấp, ngoài việc nguồn cung giảm còn do yếu tố chất lượng, vì hồ tiêu Việt Nam bị tồn dư thuốc bảo vệ thực vật rất nhiều. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 3 tháng 11. Thời tiết trong những ngày cuối tuần khá khô ráo, nền nhiệt vẫn duy trì ở mức cao nhất từ 31 đến 33 độ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh tăng cường nên thời tiết không quá oi bức. Về đêm và sáng trời mát, mức nhiệt chỉ từ 25 đến 27 độ. Ban ngày trời nhiều mây và có nắng gián đoạn. Trên các khu vực ven biển còn có gió cấp 4, cấp 5. Khu vực thành phố Vũng Tàu, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm từ 55 đến 85%. Khu vực huyện Côn Đảo, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ. Độ ẩm từ 65 đến 85%. Hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 7 vẫn gây thời tiết xấu cho vùng biển Vũng Tàu, Côn Đảo. Hôm nay vùng biển này có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km. Trên biển, gió đông bắc cấp 5, cấp 6, giật trên cấp 6, biển động nhẹ, có lúc động. Tại Vũng Tàu ngày 3 tháng 11 năm 2018, mực nước cao nhất 400 cm xuất hiện lúc 22 giờ 15 phút, thấp nhất 165 cm xuất hiện lúc 14 giờ 30 phút. Hy vọng quý vị đã kịp ghi nhớ những thông tin cần thiết. Chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây xin khép lại. Chúc quý vị ngày thứ bảy ngập tràn niềm vui. Xin chào tạm biệt quý vị.